Hello anh em, đây là một cốt điện mà mình đã thay cho chiếc xe XL7. Đấy, đây là hai cái tiêu thụ của nó này. Thì trước nay để mà mở được cái cốt điện này thì anh em vẫn dùng bằng tay để kéo thôi. Thì khi mà lắp bộ này lên này, anh em bấm bằng điện. Và cái hệ thống cốt điện này thì mình sử dụng cái hãng Perfect Car bảo hành 2 năm. Rồi sẽ quay lại đây để cho anh em xem quá trình mà anh em chúng tôi lắp đặt. Quá trình đấy tiện rất là nhiều lần. Và nếu mà anh em ăn chơi nữa, anh em độ thêm bộ đá cốt vào này. Đây là chắc chưa lắp rồi. Anh này chắc tiết kiệm rồi. Tháo luôn cái nhàn zin đây anh em ạ. Có nghĩa là trên chiếc xe này thì có 3 cái thiết bị để tháo. Một là hai cái ti này. Và cái ngàm này đây. Đó. Và quay lại đây cho anh em xem. Anh em tôi đã làm như thế nào. Toàn bộ quá trình này là sẽ cắm giặc zin hết. Đây. Đấy, đây là quá trình mà anh em fit lại gọn gàng này. Đó, và thay vào cái ti này, toàn bộ là bắt ốc zin hết. Phải khoan một cái lỗ nhỏ nhỏ này đây anh em nhá. Đó. Rồi, và luồn dây điện nó đi vào đây nữa này. Ok, quá trình hoạt động của cái này thì nó đơn giản thôi. Đây có một cái nút này. Có một cái nút ở đây. Để có hai cái ti này thì nó sẽ có một cái MCU của cái bộ Perfect Car nào ở đây. Đấy, cột lại chắc chắn, đi trên đường lại rơi. Rồi, cột lại chắc chắn này. Rồi ok, nguyên lý hoạt động chúng ta sẽ bấm xuống thì nó sẽ xuống thôi, và có thêm chống kẹt nha anh em nhá. Có chống kẹt này. Rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó lên ngay. Cái cốp này nó cũng nhẹ nên là nó rất là nhẹ nhàng. Đóng xong nó sẽ hít lại. Vâng, chào anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ nhá. Cảm ơn anh em nhá. Dạ. Trong quá trình làm video là khách mời luôn. Trên chiếc xe này thì cốt điện thì chúng ta mở một chìa khóa nữa. Chúng cho anh mở chìa khóa. Đây, bạn quay sang này đây. Không có mic thì không thu được anh em ạ. Ok này, mở cửa lên này. Đấy, kéo vào cái cần zin thôi là nó mở lên. Đấy, cái ti nó đẩy lên này. Đấy, quá trình này thì cũng xong hết rồi. Sẽ đóng cái này lại rồi. Ok, đây chúng ta sẽ thực hiện cái này này. Cho xuống cốp nha anh em nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Xuống cốp. Đấy, cái này anh em bê đồ rất tiện, đặc biệt là anh trai này là anh chuyên làm về gỗ, mà mỗi lần như thế là cứ lại kéo thì bằng cách là chắc lại phải tư vấn gạ gẫm thêm cái đá cốp nữa cho nó tiện. Tí nữa gạ luôn. Gạ rồi nhưng chưa lắp anh em ạ. Rồi, mở lên này. 1 2 3 Hình như mới được 2. Bấm lại nào. 1 này. 2 này. 3 này. Cái này nó không có nút mở cốp anh em ạ. 1 lần nháy đèn này. 2 lần nháy đèn này. 3 lần nháy đèn này. Tại vì cái điều khiển của con này nó không có cái nút mở cốp anh ạ. Đây đây, ông chủ đây. Lắp thêm một đá cốp. Lắp luôn nhá. Ông chủ gì mà suốt ngày đi. Lắp luôn. Luôn một đá. Rồi để bấm lại anh ạ. Lôi kỹ thuật. 1 này. 2 này. 3 này. Không, nó đang học phải lệnh rồi. Lỗi rồi. Thực ra cái bộ này nó cực kỳ ít lỗi. Một trong những cái hãng mà cốt điện mà mình tin chắc là hiện tại bên nhà máy thì là cái bộ này đang là cái bộ mà ngon nhất OEM cho tất cả các xe. Ví dụ kể cả chiếc xe này anh em này. Chiếc xe này thì ví dụ duy nhất cái cốt điện của cái hãng Perfect Car này mới làm được cho chiếc xe VinFast. Hiện tại Việt Nam mình, bởi vì cái hãng Perfect Car là một trong những cái hãng chuyên về sản xuất cả cái ti cốp và sản xuất cho cả cái MCU này. Hiện tại bên Trung Quốc ấy thì là những cái hãng mà sản xuất cốp điện này nó rất là nhiều. Tuy nhiên là nó sẽ đi nhập lại ti cốp này của một đơn vị nào đấy này, rồi MCU của đơn vị nào đấy này. Xong đấy là sẽ về lắp ráp. Còn cái hãng Perfect Car này thì nó sản xuất từ A đến Z luôn.
Do vậy là cái công nghệ của nó cũng như là cái quá trình và cái hãng của nó là nó vừa sản xuất và vừa là đi bán luôn. Nên rất là bền. Bấm lại nào, không lỗi nữa xem nào. 1 2 3 xuống. Đây. Ông 1 này. Đây. 2 này, 3 này. Thôi bỏ qua, vừa bấm lên rồi. Đây, được rồi. À rồi. Đây để bấm chậm quá đúng không? Không là mình bấm chậm quá và bấm đi bấm lại thế nên là hộp nó đang không hiểu là mình bấm mở cửa hay là bấm mở cốp. Sau đây bấm mở lên này. Cái bộ này đáng lẽ nó phải có cái nút mở cốp cơ. Nó không có. Anh em nhìn này. Có nghĩa là nó sẽ tích hợp vào cái nút mở cửa. Và cái nút mở cửa nhưng mà nó sẽ để lệnh 3 lần bấm mở, tại vì nút mở cửa này tránh hiểu nhầm là mình sẽ mở cửa các cánh kia đấy. Nên anh em bấm mà bị loạn lên thì nó sẽ hiểu nhầm nhá. Cái đóng xuống này. 1 này. 2 này. 3 này. Đấy, cốp đóng xuống. Đấy. Nói chung là dùng 1 2 ngày là sẽ ok thôi. Anh em mình nếu như trên cái bộ này nó có thêm cái nút mở cốp thì nó đơn giản, còn phải tích hợp với cái nút này nó hơi là nhàng. Đấy, bấm lại lần nữa này. Qua tam 3 lần. Ba keo mèo mở mắt ra. 1 này. 2 này. 3 này. Đấy. Ui giời, quá ngon. Tại vì là những cái chiếc xe kia nó có nút mở cốp kiểu bọn lươn lẹo hay làm thế. Làm lại. 1 này, 2 này, 3 này, xuống. Tại lúc nãy bấm chậm quá anh em ạ. Tại bấm chậm quá thôi. Ok, nó có một cái nút ở bên trên kia nữa. Em lên trên kia bấm cho anh phát cho anh em xem. Nó nằm ở bên chỗ lái thôi. Ok. Bấm nào. Trên chiếc xe này thì mình có độ thêm bộ K360 toàn cảnh, một bộ bi gầm. Đấy, bấm đây anh em. À quên, còn bộ cảm biến xuất lốp nữa. Bộ cảm biến xuất lốp đang lắp nữa. Ok, để hôm khác lắp, nhưng mà đã tư vấn thành công rồi, chốt deal rồi. Hôm không khác lắp vào Android ấy. Nhưng mà hôm sau anh qua ủng hộ em bộ đá cơm nha. Đấy, bán hàng nó phải vậy anh em ạ. Thôi, video xin chấm dứt tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.